nhiều lúc em biết rồi, ở trong 3D thì những cái đèn hoặc là gì đó người ta tạo cái ánh sáng gì đó thì chị không rõ, là những lúc nhìn thì nó rất là đẹp, nhưng mà nhiều lúc là thực tế nó không được như vậy. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Reti sẽ bàn giao căn hộ mà Reti đã thiết kế và thi công tại The Antonia, phố Mỹ Hưng. Sau đây chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của chị Loan về dịch vụ của Reti nhé. Chị có thể cho em biết là chị cảm nhận như thế nào trong quá trình thiết kế và thi công của Reti không ạ? Chị thấy là công ty bên em được cái này là rất thấu hiểu, rất hiểu cái khách hàng mong muốn. Và thiết kế ra một cái là chị nói trời ơi, chị nói thật với em luôn là chị quá thích cái thiết kế và chị làm liền, hình như là không có thay đổi gì cả. Chị cảm giác là hình như là cái anh thiết kế đó muốn đi sâu được vào trong cái cảm nghĩ của chị, xong chị thích quá chị làm luôn với bên em luôn, cho đến hôm nay hoàn thành luôn căn nhà. Tại hôm nay mà căn nhà của chị hoàn thiện xong thì chị thấy giữa hình ảnh thực tế với lại thiết kế 3D ban đầu á, thì chị thấy có đẹp hơn không? So với cái 3D và cái bây giờ chị vào, bước vào cảm nhận thực tế căn nhà thì chị có thể nói là chị vô cùng hài lòng. Tại vì nó đã giống như những cái hình ảnh mà như trong 3D mà nó còn đẹp hơn nữa. Tại vì nhiều lúc em biết rồi, ở trong 3D thì những cái đèn hoặc là gì đó người ta tạo cái ánh sáng gì đó thì chị không rõ, là nhiều lúc nhìn thì nó rất là đẹp, nhưng mà nhiều lúc là thực tế nó không được như vậy. Nhưng mà cái mà chị hôm nay chị qua nhà, chị thấy từ những cái ánh sáng, từ những cái rất là nhỏ, ví dụ màn rèm hoặc kể cả những cái bàn ghế tủ đồ này nọ, chị nhìn như cho trong cái thiết kế mà nó rất đẹp hơn nữa. Là tại vì kể cả ánh sáng luôn, là sao nó giống quá. Đó. Thì cái đó chị rất là happy, chị rất là hài lòng, chị rất là vui. Rồi, em cảm ơn chị Loan. Chúc chị Loan và gia đình có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.